nhưng người lại xôi chân với anh thấy có được không? Người ta nói ta là đôi hạnh phúc nhất trên đời, nhưng người ta chỉ thấy bên ngoài mà thôi. Lời nói dối chân thật nhất là anh chưa bao giờ hết đi, ai chỉ yêu mình thế. Anh muốn con gái khơi bờ từ thương trở nên là ơ sơ, đâu biết sẽ có một ngày hoa lá trở thành sỏi đá. Anh nói anh có em rồi, tại sao lại thương người ta? Em chỉ là kẻ được người đem xem bạn đời của anh. Ký ức anh vẫn đi đâu, phải chăng ở nơi vực sâu? Em có lao xuống em nằm để về anh lại bằng nước mắt. Đau lắm cũng phải chấp nhận rằng mưa là của trời mây, chỉ là nắng quá sao cây lại mọc ra hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.